Xin chào quý vị nhà đầu tư đến với chương trình cổ phiếu 360 độ được tổ chức định kỳ vào 15:30 thứ năm hàng tuần của trung tâm tư vấn đầu tư công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Tôi là Hà Giang đến từ trung tâm tư vấn đầu tư, và hôm nay bạn đồng hành với tôi là chị Phương Thanh đến từ bộ phận research của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và cũng như mô típ hàng kỳ của chương trình này, dựa theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ chọn một mã cổ phiếu một doanh nghiệp để đưa ra những điểm tích cực và tiêu cực về doanh nghiệp đấy, với mục đích giúp cho khách hàng có một cái nhìn tổng quan về cả mặt xấu và mặt tốt về một doanh nghiệp. Và trong kỳ chương trình lần này, chúng tôi chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam về mã cổ phiếu là CTG. Đầu tiên, nếu mà nói về tổng quan Vietinbank thì hiện tại Vietinbank đang là một trong Big Four ngân hàng tại Việt Nam. Big Four đây gồm có Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank, là bốn ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tại Việt Nam. Vietinbank cũng là một trong những ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất trong toàn hệ thống, và đầu tàu của Vietinbank hiện tại là chủ tịch Lê Đức Thọ. Với cổ cấu cổ đông sở hữu thì hiện tại ngân hàng nhà nước đang chiếm hơn 50%, cụ thể là 64.46%. Vậy CTG có phải là doanh nghiệp thích hợp để đầu tư hay không? Chúng tôi sẽ đưa ra 3 điểm tích cực khi lựa chọn đầu tư CTG và 3 điểm tiêu cực không nên đầu tư CTG. Đầu tiên về 3 điểm tích cực thì có 3 điểm như sau. Thứ nhất, ký kết thỏa thuận bán cao su lần độc quyền với Manulife. Cái thứ hai là làm sạch nợ VMC trước hạn, tạo điều kiện tăng trưởng lợi nhuận 2021-2022. Và cuối cùng là định giá hấp dẫn. Hiện nay khi mà chúng tôi nghe đến cổ phiếu CTG, chúng tôi hay nghe nói đến cái deal ban cao Sudan ký độc quyền với Manulife, và điều này sẽ tạo nên một cái động lực để tăng trưởng lợi nhuận cho CTG trong tương lai. Vậy thì chị Thanh, chị có nhận định gì về điều này không ạ? Sau đây tôi xin trình bày về ba luận điểm tích cực để đầu tư cổ chọn để chọn cổ phiếu CTG làm cổ phiếu để đầu tư. Về cái luận điểm nhất, như bạn Giang đã trình bày, là về ký kết thỏa thuận ban cao Sudan độc quyền với bên Manulife, thì cụ thể là ngày 14/12/2020 thì Vietin đã ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền với bên bảo hiểm Manulife, trong đó phân phối sản phẩm cho bảo hiểm Manulife trong vòng 16 năm. Thì sau khi mà Bộ Tài chính chính thức phê duyệt cái thương vụ Manulife mua lại Aviva Việt Nam, thì có khả năng Vietin sẽ được ghi nhận một cái phần cái phí trả trước. Theo như bên VN Direct đánh giá thì chúng tôi cho rằng là Vietin có thể sẽ ghi nhận được khoảng 1/5 cái phần phí trả trước. Theo như tham chiếu của deal bảo ban cao su lần độc quyền giữa Vietcombank và bên FWD, và chúng tôi cũng ước tính với cái thương vụ hợp tác độc quyền với Manulife thì thu nhập từ ban cao su lần của Vietin sẽ tăng trong khoảng với tốc độ là từ 30-50% trong vòng 5 năm tới. Vâng, thì cái câu chuyện ban cao su lần này không phải là câu chuyện quá xa lạ với những ngân hàng Việt Nam rồi. Khi mà hiện nay thì có rất nhiều ngân hàng Việt Nam cũng có ban cao su lần này, ví dụ như Techcom, MB, Vietcom. Vậy thì nếu mà so sánh deal size của Vietinbank so với các deal size ban cao của những ngân hàng khác thì chị Thanh so sánh như thế nào? Có phải là một cái gì để nó quá nổi bật không, outstanding không? Tham chiếu thêm một số cái deal về độc quyền của ban cao su gần đây thì chúng tôi có tham chiếu đến deal giữa Vietcombank và FWD, bởi vì giữa Vietcombank và Vietin thì nó cũng có một số những sự tương đồng nhất định, đều cùng là thuộc nhóm Big Four của các ngân hàng, và đều cùng có cái tập khách hàng rất là lớn. Tuy nhiên thì cái deal giữa Vietcombank và FWD thì deal size rơi vào khoảng là 400 triệu đô, tức là xấp xỉ khoảng 9.000 tỷ, được Vietcombank ghi nhận trong khoảng là từ 4-5 năm. Tuy nhiên thì nếu nói về Vietin thì cái tập khách hàng về bán lẻ của Vietin thì lại ít hơn, thì ở cái tỷ lệ là ở cái số lượng là ít hơn so với Vietcombank, nên là chúng tôi cho rằng là theo như đánh giá chúng tôi thì cái deal size của bên Vietin và Manulife có thể là sẽ rơi vào khoảng từ 250-300 triệu đô về cái phí bảo hiểm độc quyền. Vậy thì có phải là nếu mà tính sang tiền Việt thì sẽ khoảng 6.000-8.000 tỷ, thì cũng gọi là một con số xem khá là tương đương lẫn nhau. Vậy thì tôi xin chuyển tiếp đến cái luận điểm thứ hai, đấy là làm sạch nợ VMC và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận 2021-2022. Về cái luận điểm này thì chị Thanh có suy nghĩ thế nào? Về cái luận điểm là làm sạch nợ VMC thì tôi xin trình bày một chút, là mặc dù là kỳ hạn xử lý trái phiếu của VMC là 5 năm, tuy nhiên thì trong 10 tháng đầu năm 2020 thì Vietin đã hoàn thành xử lý trước hạn toàn bộ cái trái phiếu này. Và sau khi xử lý thành công nợ VMC thì Vietin sẽ có nhiều động lực mới để tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2021 trở đi. Cụ thể là thứ nhất, đấy là sẽ giúp
ngân hàng làm giảm cái chi phí dự phòng, thì dự tính là Việt Tin sẽ tiết kiệm được khoảng 20% trích lập dự phòng mỗi năm cho trái phiếu VMC. Tức là nếu như Việt Tin vẫn duy trì cái tỷ lệ nợ viện giá trị nợ VMC như năm 2019 thì mỗi năm sẽ giúp cho Việt Tin có thể tiết kiệm được khoảng tương đương với 2.600 tỷ chi phí dự phòng, tiết kiệm được khoảng là 2.600 tỷ mỗi năm. Cái thứ hai nữa là cái khả năng mà hoàn nhập dự phòng các khoản trích lập khi Việt Tin thu hồi được khoản nợ xấu đã trích lập trước đấy. Và thứ ba thì nhờ cái việc là chất lượng tài sản được cải thiện thì ở đây cũng sẽ tạo điều kiện để cho Việt Tin có thể chuyển dịch được cái cơ cấu danh mục tín dụng sang những phân khúc có tỷ suất sinh lời cao hơn, như là phân khúc cho vay của SME và phân khúc cho vay khách hàng cá nhân. Chỗ này tôi có một cái thắc mắc một chút ý, bởi vì là Việt Tin mới xóa sạch nợ VMC vào 2020, cuối 2021 sẽ không còn phải trích lập dự phòng cái khoản đấy nữa, thì có nghĩa là so với một cái mức nền thấp của 2020 thì lợi nhuận của Việt Tin có thể tăng cao. Nhưng mà khi mà 2021 đã không phải trích lập dự phòng nữa thì có phải nếu mà so với cái nền của 2021 thì lợi nhuận 2022-2023 sẽ không được thực sự là vượt trội hay không? Hay nói một cách khác thì có phải là cái việc làm sạch nợ VMC này chỉ là cái tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn không, mà không phải là tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho Việt Tin Bank không? Mình cũng xin trình bày là về cái việc làm sạch cái nợ trái phiếu của VMC thì từ đấy cũng sẽ giúp cho cái cải thiện được cái chất lượng tài sản của chính ngân hàng VietinBank. Và từ cái việc mà có cái chất lượng, tức là Viettin là một trong những ngân hàng cuối cùng xóa sạch toàn bộ nợ của VMC, và có thể đó cũng là một cái lý do khiến cho mà cái định giá của Viettin là so với cả những cái ngân hàng khác, những cái ngân hàng SOE khác như là BIDV hay là Vietcombank thấp hơn. Và chính vì vậy nên khi mà cái việc mà chất lượng với cái tình hình tài sản như hiện tại, cái chất lượng tài sản của Viettin nó có thể gọi là lên một cái tầm mới, thì bên chúng tôi cũng kỳ vọng là cái mức định giá của Viettin nó sẽ phù hợp với cái định giá của các cái ngân hàng SOE khác. Vâng, vậy thì có nghĩa là cái việc làm sạch nợ VMC dù sao thì cũng là một cái điểm nhấn đẹp đẽ để giúp cho cái bảng cân đối tài sản của Việt Tin cũng sẽ trở nên đẹp hơn. Vậy thì có cái ý cuối, chị Thanh có nói là cái việc chuyển dịch cơ cấu danh mục tín dụng sang các phân khúc có thể xuất sinh lời cao hơn những SME và khách hàng cá nhân, thì chị Thanh có thể chia sẻ thêm không? Về cái chuyển dịch về cơ cấu danh mục tín dụng thì về cụ thể ở đây là cơ cấu tiền gửi thì tỷ trọng từ mặt bán lẻ tăng dần, trong khi nhóm doanh nghiệp lớn thì lại giảm dần. Ví dụ cụ thể ở đây đấy là cái tỷ trọng cơ cấu tiền gửi từ nhóm bán lẻ tại năm 2016 thì chỉ chiếm khoảng 53%, và đến 2020 thì đã chiếm khoảng 56%. Và với cơ cấu danh mục tín dụng thì cơ cấu cho vay thì tỷ trọng cho vay mảng bán lẻ hay là SME thì đã tăng rất là mạnh, trong khi cái tỷ trọng cho vay cái nhóm doanh nghiệp lớn là giảm. Cụ thể mà khán giả có thể nhìn thấy ở trên slide đó là tỷ trọng cho vay của nhóm bán lẻ đã tăng mức là từ 23% tại cuối năm 2016 lên đến mức là 33,7% tại cuối năm 2020. Cái việc chuyển sang cái phân khúc ngân hàng bán sỉ sang cái trở thành ngân hàng bán lẻ thì sẽ giúp Viettin có rất nhiều dư địa để cải thiện NIM trong thời gian tới, khi mà chúng ta cái phân khúc mà cho vay bán lẻ này thì thường sẽ có NIM, tỷ lệ NIM cao hơn từ 1,5 cho đến 2% so với cả cho vay phân khúc doanh nghiệp lớn. Vậy thì rõ ràng nếu chúng ta nhìn cái cơ cấu danh mục tín dụng của Viettin Bank trong 5 năm gần đây thì chúng ta có thể thấy một cái sự chuyển dịch từ một ngân hàng bán buôn và trở thành một ngân hàng bán lẻ. Và trong khoảng thời gian trước đây, khoảng 2019-2020 thì chúng ta vẫn luôn luôn nói đến cái nút thắt vốn của VietinBank về cái hiệu số K để đáp ứng an toàn vốn theo Basel II. Thì để khán giả có thể hiểu được hơn về cái Basel II là như thế nào thì tôi xin giải thích qua một chút. Thứ nhất, để đáp ứng được cái Basel II thì gồm có 3 trục. Mọi người có thể thấy rõ trên slide này. Đầu tiên là cái trục về tỷ lệ hệ số an toàn vốn. Thứ hai là về cái quy trình giám sát. Và cuối cùng là về cái nguyên tắc thị trường. Về cái trục thứ nhất là về hệ số tỷ lệ an toàn vốn. Thì đây là một cái yếu tố định lượng. Và hiện tại thì có rất nhiều ngân hàng Việt Nam đã đáp ứng được cái yếu tố định lượng này rồi. Về cái hệ số K theo ngân hàng nhà nước là 8%. Tuy nhiên về hai cái yếu tố sau là yếu tố về quản trị rủi ro cũng như là về cái việc nguyên tắc thị trường là liên quan đến việc có công bố thông tin, thì hai yếu tố này nó mang tính chất định lượng nhiều hơn, cho nên là có nhiều ngân hàng tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được hai cái trục sau. Vậy CTG cũng là một trong những ngân hàng như thế, có nghĩa là đáp ứng được cái hệ số an toàn 4K với minimum là 8% theo thông tư 41, tuy nhiên chưa đáp ứng được hai cái trục sau, cho nên CTG hiện tại vẫn chỉ đáp ứng được thông tư 41 nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được cái theo Basel II. Thì vậy với cái sự thật như thế thì chị Thanh có nhận định như thế nào? Ở đây mình cũng xin trình bày rõ hơn là Viettin thì là về chính xác thì Viettin là
chính thức đạt chuẩn cái tỷ lệ an toàn vốn DRK theo quy định tại thông tư 41 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thì chính xác thì VietinBank cũng là một trong những cái ngân hàng cuối cùng đạt được cái mức tỷ lệ an toàn vốn K theo quy định của thông tư 41 này. Lý do thì là đó là do cái nút thắt trong cái việc đó là tăng vốn của VietinBank, khi mà từ năm 2013 cho đến bây giờ thì VietinBank đã không hề được tăng vốn, trong khi cái cơ cấu dư nợ tín dụng của ngân hàng thì liên tục mở rộng để đáp ứng cái nhu cầu tín dụng cho cả nền kinh tế. Thì trong năm 2017 và 2018 thì cái tỷ lệ thì VietinBank đã được duyệt cho phép về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu thay vì trả cổ tức bằng tiền. Từ đấy nó giúp cho việc cải thiện cái vốn của ngân hàng cũng như là cái tỷ lệ an toàn vốn, và giúp cho VietinBank cải thiện VietinBank có thêm dư địa để tăng trưởng tín dụng cho các năm tới. Thì cụ thể thì việc CTG chính thức áp dụng cái tỷ lệ an toàn vốn theo cái thông tư 41 sẽ tạo cái động lực để cho VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh như là nâng cao cái năng lực quản trị và năng lực tài chính. Từ đấy thì cải thiện chất lượng về tài sản và cũng giúp VietinBank có được một cái hạn mức tín dụng cao hơn từ ngân hàng nhà nước. Và như tôi đã nói thì trong 2020 thì VietinBank cũng đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền 5% và cũng đã được đại hội cổ đông thông qua với phương án là chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là khoảng 28,7% để giữ lại để tăng vốn cho ngân hàng. Vâng. Vậy thì có thể nói rằng là về cái nợ VMC thì VietinBank là một trong những ngân hàng gần như cuối cùng trong toàn hệ thống xóa sạch nợ VMC, đã tiếp tục cũng là một trong những ngân hàng gần như cuối cùng để đáp ứng được cái hệ số K theo thông tư 41. Và hiện nay thì VietinBank đang cố gắng chuyển dịch mình từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán lẻ. Có nghĩa là những cái gì mà những ông khác làm được rồi thì hiện tại VietinBank mới làm được, và điều này khiến cho cái định giá của VietinBank so với những ngân hàng cùng quy mô trước đây luôn luôn bị định giá thấp. Ví dụ so với nhóm Big Four như kiểu Vietcombank, BIDV thì VietinBank luôn luôn bị định giá thấp hơn so với hai ông kia. Tuy nhiên bây giờ thì VietinBank đã làm được những điều mà mấy ông kia làm được rồi, thì chúng ta có thể kỳ vọng được rằng là VietinBank sẽ được định giá lại để ngang bằng với các ngân hàng có cùng quy mô hay không ạ? Đúng như bạn Giang đã nói thì cái định giá của VietinBank cũng là một cái điểm nhấn về đầu tư đối với ngân hàng này. Thì với mức định giá hiện tại là tại ngày 6 tháng 4 thì VBook của VietinBank rơi vào mức là khoảng 1,8 lần. Thì mức định giá của VietinBank thì đang ở cái mức thấp hơn so với cả định giá trung bình của cái nhóm ngân hàng vốn hóa vừa và lớn, nó đang ở mức 2,1 lần. Trong khi đấy thì cái triển vọng lợi nhuận của VietinBank cho năm 2021 thì rất là tốt. Cụ thể là lợi nhuận sau thuế 2021 thì bên VN Direct dự báo là sẽ đạt trong khoảng từ 17.500 cho đến 18.500 tỷ. Tức là tăng cái mức tỷ lệ tăng ở đây là hơn 30% so với năm 2020, chủ yếu là do tăng trưởng thu nhập lãi thuần sẽ rơi vào mức từ 11 đến 13% so với cùng kỳ. Thứ hai nữa là cái áp lực trích lập dự phòng sẽ được giảm bớt từ cái việc đã hoàn thành cái trích lập dự phòng nợ xấu cho VMC, và có thể là VietinBank sẽ được ghi nhận trước một phần phí từ hợp đồng bancassurance với Manulife, và từ đó thì chúng tôi cũng kỳ vọng là VietinBank sẽ được định giá lại với đúng cái vị thế của một cái ngân hàng trong cái nhóm một cái ngân hàng lớn trong nhóm ngân hàng trong Big Four. Vậy thì nếu mà so sánh hôm nay, ví dụ như trong một cái chặng đua ấy, mà cái ông đứng cuối, đứng bét, vốn dĩ đang đứng bét trong một thời gian dài rồi, bây giờ có thể đuổi kịp những cái ông đứng trước mình rồi, thì cái ông đứng đấy, đứng bét đấy hoàn toàn có một cái motivation hoặc có energy để hoàn toàn có thể có động lực tăng trưởng, thậm chí còn vượt xa hơn cả những cái ông đang đứng trước mình nữa. Vậy thì ba cái điểm tích cực của CTG tôi xin tóm tắt lại như sau. Thứ nhất đấy là cái hợp đồng bancassurance Manulife, cái thứ hai là xóa sạch nợ VMC, và cái cuối cùng đấy là cái định giá hấp dẫn. Vậy thì tôi xin phép chuyển sang ba điểm tiêu cực để không được chọn đầu tư cổ phiếu này. Về điểm tiêu cực đầu tiên là tỷ lệ đòn bẩy cao, cái thứ hai là cơ cấu sở hữu cổ đông là nhà nước lớn, và cuối cùng là thông tư 03 thay thế cho thông tư 01. Với luận điểm đầu tiên, tỷ lệ đòn bẩy cao như thế này. Hiện nay thì chúng tôi hay nghe nói đến kiểu VietinBank có quy mô tổng tài sản khoảng 1.400 tỷ so với Techcombank với quy mô tổng tài sản khoảng hơn 400 tỷ thôi. Có nghĩa là cái quy mô tổng tài sản của VietinBank hiện tại đang gấp hơn 3 lần so với Techcombank. Tuy nhiên, hai cổ phiếu này lại có định giá xem nhau trên thị trường. Vậy thì tại sao lại có nguyên do như vậy? VietinBank đang bị định giá quá thấp hay là Techcombank đang bị định giá quá cao? Thì tôi cho rằng là một trong những lý do mà khiến cho VietinBank bị định giá như thế bởi vì là tỷ lệ đòn bẩy cao. Mọi người có thể thấy rõ cái tỷ lệ đòn bẩy cao này ở cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản hoặc là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên dư nợ cho vay.
thì Việt Tin luôn luôn có cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản thuộc top thấp hơn so với Techcom, so với VP và so với cả Vietcombank, và cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên dư nợ cho vay cũng thuộc top thấp trong toàn hệ thống. Thì cái việc cái tỷ lệ đòn bẩy của CTG khá là cao khiến cho đệm vốn của ngân hàng này khá là thấp và ảnh hưởng tiêu cực đến cái chỉ tiêu tín dụng được ngân hàng nhà nước giao cho cũng sẽ không cao. Mọi người có thể thấy rõ ràng trong cái bảng dưới đây ạ, cái hạn mức tăng trưởng tín dụng của một số ngân hàng năm 2021 thì Viettin năm 2021 chỉ được giao 7.5% so với các ngân hàng khác, ví dụ như Vietcombank, MB, Techcombank thì thấp hơn, và nếu mà thậm chí chúng ta có thể so với con số 2020 thì Viettin cũng được giao cái dung tăng trưởng tín dụng cũng không phải là mức cao mà thuộc mức thấp ở trong toàn ngành. Về ý này của bạn Giang thì mình có một số cái giải thích như sau. Thứ nhất là về như mình đã nói ở cái ý phía trước, đó là cái phần vốn chủ sở hữu của Viettin hay là cái phần vốn điều lệ, chính xác là vốn điều lệ của Viettin từ năm 2013 cho đến nay đã không hề được tăng lên, trong khi thì cái phần tổng giá trị dư nợ của Viettin thì đã tăng rất là mạnh để đáp ứng cái nhu cầu tín dụng của toàn nền kinh tế. Thì điều đấy cũng là cái lý do khiến cho việc cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên cái phần dư nợ cho vay hay cũng như là vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của Viettin thì thấp hơn nhiều so với các nhóm ngân hàng khác có cùng quy mô. Tuy nhiên thì về cái nút thắt đấy thì nó đã được giải quyết nhờ cái việc là ngân hàng được phép giữ lại một phần lợi nhuận để chọn tức là cổ phiếu, từ đấy giúp tăng vốn điều lệ, thì nó cũng sẽ giúp cải thiện dần cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu, những cái tỷ lệ về đòn bẩy của ngân hàng tại thời điểm hiện tại. Và hơn nữa thì việc áp dụng bắt đầu từ đầu năm nay, việc ngân hàng đã có thể áp dụng được về cái tỷ lệ an toàn vốn ca theo như bên số 2 thì cũng đã chứng minh về cái việc là cái chất lượng tài sản của ngân hàng được cải thiện, và từ đấy thì cũng có thể là từ đấy cũng có thể là sẽ được ngân hàng nhà nước sẽ được duyệt cho một cái mức tín dụng ở cái mức cao hơn, vì thường thì cuối năm thì bao giờ ngân hàng nhà nước cũng sẽ có cái mức là giãn về cái hạn mức tăng trưởng tín dụng hơn đối với các cái ngân hàng. Vâng, thường thì cuối năm ấy thì tôi thường thấy là ngân hàng nhà nước thường hay nới được cái dung tín dụng cho các ngân hàng, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng CTG cũng sẽ được nới dung từ 7.5% lên một con số có thể tốt hơn, tích cực hơn bây giờ. Với cả cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng nhà nước năm nay cho toàn ngành cũng như ở mức là 12-13%, thì cái việc việc tăng trưởng tín dụng của Viettin sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong cái mục tiêu đấy của ngân hàng nhà nước. Vâng, vậy thì tôi xin phép chuyển đến luận điểm thứ hai, đấy là cơ cấu sở hữu cổ đông. Là một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cho nên Viettin Bank không thể tránh được mang một chút yếu tố chính trị cũng như mang một chút yếu tố nhiệm kỳ. Cái yếu tố nhiệm kỳ này chúng ta có thể thấy rõ ở các đời lãnh đạo, với mỗi một chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có nhiệm kỳ 5 năm tại Viettin Bank thôi, và sau đấy sẽ được upgrade lên một vị trí nào đấy như kiểu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng như ông Lê Đức Thọ hiện nay. Thì với việc thay đổi liên tục ban lãnh đạo và không có ban lãnh đạo nào đi cùng với doanh nghiệp trong suốt một quá trình dài sẽ dẫn đến một số rủi ro quản trị nhất định. Ví dụ như mỗi một vị lãnh đạo sẽ có một phương hướng cũng như có một chiến lược phát triển riêng của mình, mang một cái bản sắc riêng của mình, và khi mà họ thay đổi vị trí đấy thì sẽ có một sự xáo trộn nhất định ở thượng tầng hoặc là trung tầng của cái doanh nghiệp đấy. Và ngoài ra thì còn có một rủi ro, đấy là để khiến cho profile của mình trở nên đẹp hơn thì khi vào cuối nhiệm kỳ, vị lãnh đạo đấy có thể nấu số báo cáo tài chính khiến cho cái báo cáo tài chính đẹp hơn để chứng minh rằng là trong 5 năm tôi làm ở đây tôi có thể giúp cho doanh nghiệp này tăng lợi nhuận từ số x đến số y phần trăm chẳng hạn. Và ngoài ra thì nếu mà xem cơ cấu cổ đông sở hữu của CTG, có thể thấy rằng là ngân hàng nhà nước Việt Nam chiếm hơn 50%, cụ thể là gần 65%, và cái việc sở hữu nhà nước lớn sẽ dẫn đến chính sách quản lý bị phụ thuộc vào nhà nước. Điều này có thể thấy rõ ở cái việc là yếu tố nhà nước ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của CTG. Là một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, đôi khi CTG phải cho các doanh nghiệp nhà nước vay, mà doanh nghiệp nhà nước đôi khi làm việc nó không quá hiệu quả, hoặc thậm chí là cũng không, cái khả năng trả nợ cũng không phải là quá cao ấy, nhưng mà vẫn phải cho vay, mà thậm chí lại phải cho vay với một cái lãi suất thấp, có nghĩa là lãi suất cho vay thì không được cao, mà trong khi lãi suất huy động vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí cao để thu hút huy động về ngân hàng. Và điều này đã khiến cho cái NIM của ngân hàng không được cao lắm. Có thể thấy rằng NIM của CTG so với các ngân hàng khác thì đang khá là khiêm tốn, về mức 2.88%. Và ngoài ra thì với việc mà cho các doanh nghiệp mà có cái hiệu quả kinh doanh không tốt lắm thì cũng ảnh hưởng đến cái bảng cân đối kế toán của CTG với tỷ lệ nợ xấu. Chúng ta cần lưu ý rằng là tỷ lệ nợ xấu của CTG mới chỉ được cải thiện vào năm 2020. Trước năm 2019 thì CTG luôn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thuộc top cao trong hệ thống về hơn 1%, và chỉ mới năm 2020 thôi CTG mới xóa sạch được hoàn toàn nợ VMC, còn trước đấy thì nợ VMC vẫn treo trên bảng cân đối kế toán.
Và ngoài ra thì cái việc yếu tố nhà nước còn ảnh hưởng đến cả cái vốn của ngân hàng đấy nữa, bởi vì là CTG liên tục mấy năm trời phải chạp cổ tức bằng tiền mặt để rót vốn vào ngân sách nhà nước, cho nên là không giữ được cái vốn lại. Và điều này không, và điều này giúp cho cái đệm vốn của CTG bị mỏng đi so với những doanh nghiệp khác. Ví dụ một Âu làm được 10 đồng nhưng mà được giữ nguyên cả 10 đồng đấy lợi nhuận cho mình, nhưng mà đối với CTG là một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước sẽ phải trích 2 đến 3 đồng trong ngân sách nhà nước và chỉ được giữ lại 7 đồng thôi. Thì chị Thanh, chị có cái nhận định gì về cái lợi điểm này? Về lợi điểm của Giang mà nói thì mình cũng xin làm rõ một số ý như sau. Thứ nhất là về cái NIM của CTG trong năm 2020 thì thực ra thì toàn ngành Việt Tin lại là một trong số ít các cái ngân hàng có cái tỷ lệ NIM ở giữ được ở cái mức là bằng hoặc là lớn hơn so với cả năm 2019. Tính ra trong cả ngành ngân hàng trong năm 2020 thì chỉ có khoảng 4 đến 5 ngân hàng làm được cái điều này thôi. Thì cái việc này thì đấy là nhờ có cái việc là ngân hàng họ đã rất là linh động trong việc là sử dụng các cái nguồn vốn giá rẻ, và từ đấy đã giúp cải thiện mạnh về cái chi phí vốn của ngân hàng trong năm qua. Mặc dù là về mặt là cho vay thì ngân hàng vẫn phải giảm lãi để hỗ trợ những cái doanh nghiệp hay là khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và ngoài ra thì từ trước năm 2019 trở về trước thì NIM của Viettin thì thường là xếp ở cái mức là thấp nhất trong nhóm những cái ngân hàng vốn hóa vừa và lớn, tức là xếp sau cả BIDV. Tuy nhiên thì sau năm 2020 thì tỷ lệ NIM của ngân hàng đã cải thiện và đã có cái sức cải thiện và đã có sự vượt trội hơn so với cả ngân hàng khác, ví dụ như là BIDV đấy chẳng hạn. Thì mình cũng ở đây thì mình có thể thấy được từ trong những cái thực tế như thế, đấy là về ngân hàng nó đã có cái mặt cạnh, đã có sự cải thiện về cái việc là hiệu quả trong việc hoạt động, và từ đấy thì giúp cái NIM của ngân hàng được cải thiện trong năm 2020. Và bên VN Direct thì hay là như chúng tôi cũng kỳ vọng là ngân hàng sẽ có thể tiếp tục giữ được cái duy trì về cái việc công việc hoạt động, về cái hiệu quả hoạt động như thế trong các năm tới, và cùng với cái việc là chuyển dịch cái tỷ lệ cơ cấu nợ sang cái phần phân khúc cho vay bán lẻ, và từ đấy sẽ giúp cải thiện cái chất lượng tài sản cũng như là NIM của ngân hàng. Vậy thì chúng ta kỳ vọng về việc thay đổi cơ cấu danh mục thì tỷ lệ NIM của Vietinbank có thể sẽ được cải thiện hơn trong những năm sau. Và tiếp theo tôi xin chuyển đến lợi điểm tiêu cực cuối cùng về cái việc thông tư 03 thay thế cho thông tư 01. Khi mà đầu tuần vừa rồi, thứ hai vừa rồi chúng tôi hay nghe nói và thấy các bài báo post về thông tư 03, tại sao ngân hàng nhà nước lại đưa ra cái thông tư 03 này và lại thay thế cho thông tư 01, thì tôi xin giải thích rõ một chút. Thông tư 01 thì được ban hành vào cuối quý 1 và đầu quý 2 2020, khi mà nền kinh tế thị trường đã bị ảnh hưởng tới dịch Covid, và thế là ngân hàng nhà nước đã cho các doanh nghiệp hoặc các cá nhân khách hàng vay vốn ngân hàng được giãn thời hạn trả nợ. Và trong khoảng thời gian đấy thì các ngân hàng cũng không phải trích lập dự phòng, cũng không bị nhảy nhóm nợ đấy đi. Tuy nhiên cái thông tư đấy sẽ chỉ có hạn đến hết quý 1 2021, và hiện tại thì quý 1 2021 đã hết, cho nên ngân hàng nhà nước đã ban hành được cái thông tư 03 để thay thế cho thông tư 01 này. Thì trong thông tư 03 này thì ngân hàng nhà nước cho các doanh nghiệp đi vay giãn thời hạn trả nợ đến hết 2021 và có một lộ trình trích lập dự phòng 3 năm cho các ngân hàng. Đối với trường hợp CTG thì tại vì tỷ lệ nợ tái cơ cấu CTG không quá cao, chỉ chiếm 0.5% trên tổng dư nợ vào cuối năm 2020, cho nên chúng tôi đánh giá rằng cái thông tư 03 này chỉ có tác động tiêu cực rất là nhẹ đến CTG mà thôi, và hầu như có thể nói rằng hầu như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Về cái ý này thì bên phòng phân tích thì cũng xin phép làm rõ hơn, đấy là cụ thể thì đối với những cái khoản nợ được tái cơ cấu theo như thông tư 01 ấy, thì sau khi mà hết cái thời hạn về tái cơ cấu thì theo như quy định của thông tư 01 thì các ngân hàng sẽ phải phân loại lại nhóm nợ và trích lập dự phòng như bình thường. Tuy nhiên thì theo như cái thông tư mới ban hành của ngân hàng nhà nước là thông tư 03 mới đây thì ngân hàng nhà nước cho phép là các cái ngân hàng thương mại được phép là giãn cái lộ trình trích lập về dự phòng, cụ thể là cho phép các cái ngân hàng thương mại được trích lập trong khoảng 3 năm từ bây giờ cho đến hết năm 2023, và từ đấy thì sẽ giúp làm giảm cái chi phí dự phòng rất là nhiều của các ngân hàng thương mại hiện nay. Cho nên là về theo như mình đánh giá thì đây lại là một cái tin tức khá là tích cực đối với toàn ngành ngân hàng thương mại, và các cái ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ cái việc giãn cái việc trích lập chi phí dự phòng như này. Vâng, vậy thì thông tư 03 này thì sẽ có một cái yếu tố, sẽ có hai cái mặt tích cực và tiêu cực CTG, tuy nhiên mặt tích cực thì có vẻ là nó sẽ ok hơn mặt tiêu cực. Vậy thì tôi xin tổng kết lại ba điểm tích cực và tiêu cực của CTG như sau. Thứ nhất
về mặt tích cực thì gồm có ký kết hợp đồng độc quyền Manulife, thứ hai đấy là làm sạch nợ VMC, và cuối cùng là định giá hấp dẫn. Và ba điểm tiêu cực đấy là thứ nhất đấy là tỷ lệ đồng đẩy cao, thứ hai là yếu tố nhà nước lớn, và cuối cùng đấy là cái thông tư 03 thay thế thông tư 01. Và bây giờ chúng tôi xin phép chuyển đến phần Q&A. Nếu quý vị khán giả có câu hỏi gì về CVGO, xin mời đặt câu hỏi phần comment dưới video ạ. Vâng. Chắc trong thời gian này quý vị đầu tư đang xem đại hội cổ đông của FPT nên chưa có thời gian đặt câu hỏi. Có một bạn cũng có hỏi là về việc có thể so sánh về Vietin với BIDV không ấy. Thì ở đây thì trong cái bảng slide của bên VNRX thì cũng đã có rất nhiều cái bảng so sánh về cái từ cái tỷ suất lợi nhuận rồi đến cái định giá rồi đến về cái chất lượng tài sản của Vietin so với cả BIDV. Thì ở đây thì nếu mà nói về một số, ở đây thì chúng tôi cũng không có khuyến nghị là về Vietin hay là BIDV so sánh cụ thể, nhưng mà ở đây thì nếu mà chỉ nói phách ra thì chúng ta có thể thấy một số gợi ý. Ví dụ thứ nhất đấy là NIM của Vietin thì nó có sự cải thiện nhiều trong năm 2020, nên là cái NIM của Vietin tại thời điểm hiện tại cũng đang tốt hơn so với BIDV. Thứ hai nữa là về cái mặt định giá thì Vietin thì đang ở cái mức là thấp hơn so với BIDV, và nếu như xét trong một bối cảnh là Vietin hiện tại thì cũng đã sạch cái nợ xấu tại VMC và trong những cái triển vọng, ví dụ như là trong tương lai thì có thể sẽ ghi nhận một phần cái phí độc quyền bancassurance của với bên Manulife, thì Vietin có khá là nhiều về cái triển vọng về tăng trưởng lợi nhuận trong mặt ngắn và dài hạn. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái fact như vậy thì các khán giả cũng có thể sẽ có được cái quyết định cho đối với mỗi bản thân mình. Vâng, và tôi thấy có một cái câu hỏi của bạn Đông Duyên là CTG mua giá này được không ạ? Thì tôi cho rằng đấy là cái vấn đề mua giá này hay là không mua giá này nó liên quan nhiều đến việc đầu cơ nhiều hơn, thì bạn mới cần phải xem điểm mua và điểm bán ra. Đối với việc đầu tư thì nếu mà bạn chỉ xem nội tại doanh nghiệp thôi thì thấy ok, thì tôi nghĩ hoàn toàn là có thể là một cơ hội để bạn có thể đầu tư vào. Đây thì sắp tới thì hiện tại thì bên phòng phân tích VNDirect hiện tại thì cũng chưa có cover cái cổ phiếu VNDirect. Tuy nhiên thì trong thời gian tới thì bên phòng phân tích có thể sẽ ra cái báo cáo về ban đầu về Vietin. Thì hiện tại thì thứ gì mà chúng tôi có thể tiết lộ chỉ là cái mức giá mục tiêu của chúng tôi là cao hơn so với mức giá hiện tại. Và đây có một câu hỏi đấy là các bạn có nghĩ rằng lợi nhuận quý 1 của CTG sẽ là cao nhất cả năm nay không? Thì với câu hỏi này thì chị Thanh có nhận định thế nào? Về lợi nhuận, cái kết quả lợi nhuận quý 1 của Vietin thì cũng khá là bất ngờ với cái con số là 7.000 tỷ lợi nhuận trước thuế. Theo như tôi nhớ thì nó sẽ rơi vào mức là tăng trưởng là từ 1,52 lần so với cùng kỳ năm ngoái như vậy. Thì cái mức tăng trưởng đấy là cái mức tăng trưởng rất là cao, chỗ cái mức rất là cao so với toàn ngành. Tuy nhiên thì nếu mà xét về cái mức tăng trưởng trong cả năm ấy, thì chúng tôi kỳ vọng là thì thường các cái ngân hàng sẽ có cái mức tăng trưởng lợi nhuận, nếu nói về dựa trên cái dữ liệu lịch sử thôi, thì thường các cái ngân hàng sẽ có cái mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất và rơi vào khoảng là quý cuối cùng của năm. Vì thế nên chúng tôi cũng kỳ vọng là cái mức tăng trưởng nhận trong cái quý 1 của Vietin có thể sẽ chưa phải là cái mức tăng trưởng đỉnh của ngân hàng này. Và hiện tại tôi thấy rằng là với việc một vài ngân hàng đã hé lộ được cái kết quả kinh doanh quý 1 thì thấy rằng là ngành ngân hàng thực sự đã có một sự bứt phá tăng trưởng ngoạn mục trong quý 1 2020, với nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận gần như x2 lần. Và chúng tôi xin phép kết thúc chương trình. Xin phép kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ.
Thì nếu về số phát sóng chương trình tiếp theo ấy, thì nếu mà quý vị khán giả có những yêu cầu phân tích mã nào thì mời mọi người comment vào cái clip ở dưới. Và để phục vụ khách hàng một cách tốt hơn thì chúng tôi từ đầu tư có tiếp tục thiết kế ra một vài chương trình trong tuần để phục vụ các nhà đầu tư tốt hơn, cụ thể như là bàn đầu tư với nội dung về tiêu điểm vĩ mô cập nhật các tin tài sản, thời gian phát sóng là 15:30 thứ hai hàng tuần. Tiêu điểm đầu tư chúng tôi sẽ nhận định ngành theo hai quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật topic trong ngành, với thời gian 18:30 thứ ba hàng tuần, 360 độ cổ phiếu là chương trình hôm nay ạ. Thì chúng tôi sẽ chọn một phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực, với thời gian phát sóng là 15:30 thứ năm hàng tuần. Và chương trình đối thoại VE là một chương trình khá là mới của trung tâm tư vấn đầu tư, với số đầu tiên mới chỉ phát sóng vào thứ sáu tuần trước. Vì chương trình này chúng tôi sẽ mời PM của một quỹ đến để chia sẻ chân lý về chiến lược đầu tư với cho quý vị nhà đầu tư, với thời gian là 15:30 thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi cũng triển khai hai cộng đồng trên Facebook và Stockbook để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, với tên gọi là đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cuối cùng là bắt tín hiệu chấp thời cơ. Hiện tại thì phòng research của công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct chuẩn bị ra báo cáo lần đầu về cổ phiếu CTG này, và đối với quý vị nhà đầu tư nào đang quan tâm đến ngành ngân hàng mà chung và CTG nói riêng thì mời quý vị đón đọc báo cáo và đừng quên comment vào mã mà mọi người muốn chúng tôi có thể đưa ra phân tích nhận định vào trong tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.